Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em. Hôm nay mình có một chuyến đi câu cá. Mình sẽ đi vô cái hãng xà lan. Cái hãng mà đóng tàu xà lan á, mình leo lên xà lan câu cá. Đây là chiếc tàu buôn nè, khổng lồ luôn. Quá bự luôn. Một lát mình sẽ đi ra ngoài cái mấy sông mình câu. Mình câu ở gần mấy sông nè. Đây là cái nhánh sông Dầm Cỏ. Rồi cái đây là chiếc tàu buôn này, chắc cái tàu này trùng tu lại quá. Mình thấy nó hơi cũ. Bự lắm nha. Rồi, để mình đi lại gần cho các bạn xem. Quá bự luôn á. Để cho mọi người xem cái tàu này cái đã, rồi mình đi xuống dưới câu cá. Ui, bự quá. Quay từ dưới lên đây nè, mới thấy lớn nè. Để mình ngồi xuống. Cao ghê, đây là cái mũi tàu nè. Nó dài. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mé sông mình câu cá nè mọi người ơi. Mình đi với hai cần thủ nữa. Hai cần thủ đó xuống xà lan trước rồi. Thì mình gom đồ xuống dưới. Đậu xe đây nè. Nay mình chắc mình đi câu cá măng rổ quá. Rồi, để mình lại ngay chỗ cái đuôi tàu mình cho mọi người xem. Cái quạt dịch của nó chặt bá luôn. Có cánh lái nữa kìa, trời ơi. Ở đây có hào nữa nè. Mấy cái rong biển nó đóng cái gì nè. Mấy hào nè hay gì. Nó đóng vô nè. Này chắc tàu này ta trùng tu lại, ta làm mới lại. Trời ơi, trời, cái quạt dịch. Ôi, khổng lồ luôn mọi người ơi. Đây là cái bánh lái sau nè. Đó. Nghĩa ơi. Nghĩa. Đâu rồi? À, thấy rồi. Để mình đi vào bển. Tại nãy giờ mình nhiều chuyện á. Hai cần thủ đi trước bỏ mình. Ui. Khó đi à. Nước giờ đang đứng là mình câu được rồi nè. Câu cá măng rổ mọi người ơi. Đây. Đây là những chiếc xà lan nó hơi cũ nè, ta đang sửa chữa lại. Con nào chưa? Hả? Có không? Có nè, mà không chưa được. Sao chưa được? Chưa ăn. Rồi, hiểu rồi. Nó vô đây, nó tắp đây, nó ăn đồ. Vô xà lan núp trong đây nè. Cho ta khỏi đánh lưới. Dính này kìa. Hay quá Lan ơi. Mới lên được một con mọi người ơi. Mở hàng được con đầu tiên nha. Măng rổ. Chưa, em nói anh rồi, anh quăng xuống thôi. Anh đừng có kéo giáo á. Lâu anh giật con cá là nó sống nồi. Ủa rồi đó, Nghĩa. Nó ăn rồi đó. Dính nữa. Đấy rồi. Để mình cắt đồ. Mình quay phim thôi. Cái dễ chứ. Trời dính nữa. Có ly. Có ly không? Được. Có này nè.
lên được chưa? Xà lan cái này là tàu có con cano nè. Nè anh lên cá nha anh em. Cano tàu thủy nè. Đây hàng khủng đây anh em ơi, hàng khủng nè mọi người, quá trời bự luôn. Và con này bằng tay luôn á, bằng rưỡi. Đây lên cá nha. Đây ê anh em ơi, nghĩa lại con ai không nghĩa? Nếu mà nói nó bự thì nó cũng chưa có bự lắm, thấy chưa? Rồi ê lên cá nha anh em, con này cũng hàng cửa hàng trung bình này, là gọi là bo thôi, chưa phải tàu lặn còn bự hơn nữa, thì nãy giờ mới được con bự nhất trong các số các con của anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tháo mình vô mồi câu tiếp đây. Đã quá, chừng con lên con đã con. Hôm nay là cá lên đất thường đã rồi đó. Cái hôm bữa với Nhật em đi câu kìa, quăng xuống là lụm kìa. Con thấy quả chè mà mòm đi. Bự lắm à, còn ngón tay út à chứ nhiêu. Dính nó kìa. Út ơi, dính đây. Trời ơi, con cá bự hơn cá ngày nào cũng nghe. Xa bờ cá mới bự. Giờ đi lên bon trên câu hỏi thằng. Trời ơi lên cá bự nè. Quá, còn cá nãy nghe. Còn cá nãy luôn á. Bự hơn luôn. Trời, chút xíu sức nè. Chút sức rồi. Thế đi. Cá có đó là ok lắm nghĩa ơi. Nghĩa cá dính nghĩa ơi. Nãy giờ Khang đi lên cái bon tàu coi được mấy con. Ủa cá bự lắm Nghĩa. Ủa cá bá luôn. Nãy Khang lên bon tàu lụm được hai con. Con cá mẹ, con cá mẹ có bàn tay à. Trên đó hết cá rồi mới lùi xuống đây hay gì nè. Ấy hút nghe dính luôn, lắc cần kìa cá bự á. Trời hồi sảy luôn rồi. Còn cá bự ra trong cần luôn nè. Ui đã mày dính đi mẹ luôn mày dính ông ơi. xem sảy luôn, xem sảy. có trứng luôn nè. Ủa sao cái mà dính nó lại ăn ngồi này. Ăn chớ thì nó lên nó ngớp đó. Trời lên mày dính. Mà hổng câu cũng dính được con mày dính, nó dính ngay cái kỳ trên. Ngay cái bãi đá dưới. Cái ké nó bước làm sao mà lôi lên nó say dữ lắm, tưởng cá ăn rõ bự lắm. Lên ông mày dính cái này nè. Mà nó dính ngay cái kỳ trên á. Cái kỳ. Nó quay vòng tròn nặng ì à. Đánh như cái võng mà
Đúng, cái này trúng lắm rồi. Chưa kịp đeo luôn. Đúng rồi, cá bự rồi đó. Ôi, con này được nha, nghe hang. Im mà. Ôi bự. Ô, con này. Càng có dính con nữa nè. Hàng độc. Quá trời bự luôn. Cỡ này là ngon nè. Rồi bằng bàn tay luôn. Cá băng rổ cỡ này là ok lắm luôn. Ngon. Con nó lên xuống tay ha. Mới vừa quăng xuống. Thì mình quăng cái tổng xuống nó 30 à. Lắm. Lên. Càng lên cá. Không biết con này lớn hay nhỏ. Hai con luôn. Trời ơi, lịch sử. À, con vực, con cá, con cá mẹ con ông ơi. Quá trời quá đất, hai con một lần. Coi có bình sữa theo không? Bình sữa nó mang sao bên hông bình sữa kìa. Coi có bình sữa không? Ô, con bự con nhỏ. lịch sử. Sang cao thủ quá. Để mình xuống mình cho mọi người xem cái kết quả của mấy anh em mình câu nãy giờ nè. Nãy giờ câu được khoảng cỡ 15 phút à. Các anh em làm cái thẻo mà 3 cho anh em coi số cá. Anh em câu vào nãy giờ khoảng 15 phút nè. Cá mè dinh có con măng rổ, con cũng bự lắm à. Dữ dằn lắm à. Bốn ngón tay không á, cần bằng tay không đó. Được mà, phải không? Nuôi chết queo về phải thừng nước mặn nó mới được. Mà nó cũng chết à. Bây giờ dính nữa kìa. Cá bự á. Xíu. Trời ơi, chứ phóng xanh nó đi hang ơi. Ăn con này được. Con này ăn được không? Được hả? Cỡ cái con kia. Không ăn thì mình nuôi. Sống thì nuôi. Nãy giờ được khoảng cân ký mấy vậy ta? Cỡ đó. Chậm ký. Nãy giờ mình nghỉ ngơi, mình quay phim. Giờ thì mình xin tạm dừng video tại đây để mình ra cần mình câu tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.